Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Trung, năm nay mình 10 tuổi. Mình đang học lớp 5 tại trường tiểu học Hàm Rồng. Hôm nay mình sẽ tạo về cây bàng. Cây bàng là loại cây tỏa bóng mát, có thể tạo ra một khoảng không bóng mát rất rộng nên mình rất thích cây bàng. Trên trường mỗi khi rảnh thì mình thường hái quả bàng và lá bàng để ăn. Quả bàng có vị chát chát, ngọt ngọt và lá bàng có vị chua chua. Sau các giờ học căng thẳng thì mình và bạn của mình thường xuống dưới cây bàng để ngồi vui chơi và trò chuyện. Cây bàng là gắn liền với tuổi thơ của mình rất thích cây bàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng